Vâng, xin chào quý vị khán giả của kênh Du Thuyền Việt. Ngày hôm nay thì tôi lại bắt đầu quay trở lại với nghiệp review để mang đến cho quý vị và các bạn những cái góc nhìn toàn cảnh về những mẫu du thuyền mà do Vietjet là nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Thì không biết là nhìn ở cái góc này là quý vị các bạn có hình dung ra được là đây là mẫu du thuyền nào mà hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn không ạ? Vâng, đây là một mẫu du thuyền hoàn toàn mới, trang bị 3 máy Yamaha hoặc là Suzuki với công suất là 300 mã lực một máy, rồi tương đương là 900. Thì nó sẽ cho một cái tốc độ tương đương với 43 hải lý một giờ. Thì đối với thị trường Mỹ thì có một option khác về động cơ, đó là lắp 2 động cơ 425 mã lực. Thì trong trường hợp mà chúng ta lắp 2 động cơ 425 mã lực thì cái tốc độ tối đa của nó không được 43 hải lý nữa, và nó sẽ tương đương khoảng 40 hải lý. Và thời gian tăng tốc từ 0 đến 30 hải lý sẽ lên đến 18 giây. Thì đấy là một con số thông tin để quý vị các bạn có thể nắm được rõ hơn về động cơ của chiếc du thuyền này. Và đây xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là chính là mẫu du thuyền Cap Camarat 12.5 Walk Around. Và xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng khám phá chiếc du thuyền này nhé. Có lẽ cái ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước lên là mẫu 12.5 Walk Around, đó là không gian. Không gian quả thực là rất là rộng. Toàn bộ cái ngoại thất bên ngoài thì thiết kế theo phong cách là mở hoàn toàn với thiên nhiên. Thì cái điều ấn tượng đặc biệt của tôi là gì? Là ngay từ cái phần cockpit không gian phía sau này thì có một cái ghế hình chữ L rất là rộng. Chỗ này có thể ngồi 8 người. Ngoài ra thì những lúc mà chúng ta cần sử dụng không gian, chúng ta có thể hoàn toàn là đẩy ngược cái ghế này ra phía sau để tạo thành một cái sàn tắm nắng rất là lớn. Tiếp theo là cái bàn ăn. Bàn ăn này chúng ta có hai option. Một cái option là bàn ăn làm bằng gỗ tích. Cái option thứ hai là bằng vật liệu polyester. Thì về cá nhân tôi thì tôi thích một chiếc bàn option vật liệu polyester hơn. Đấy. Bởi vì là với cái thời tiết của Việt Nam á, thì sau một thời gian vài tháng sử dụng thì cái gỗ tích thì nó sẽ bị bạc màu. Nhưng mà nếu mà sử dụng bằng polyester thì nó sẽ đảm bảo là luôn luôn sáng bóng và đẹp hơn. Đấy. Thì ngoài cái việc mà lật cái vai ghế này ra thì chúng ta có thêm một cái option nữa, chúng ta hạ bàn ăn xuống và đặt thêm một tấm đệm bên trên. Chúng ta sẽ có một cái sàn tắm nắng rất là rộng. Nào, chúng ta cùng khám phá xem bên dưới này có cái gì nào. À, ui dồi, cũng nặng gớm. Vâng. Sau khi lật cái bàn lên thì chúng ta có một cái khoang ở bên dưới rất là rộng. Vâng. Đây, khoang này chúng ta có thể giữ nguyên thế này, làm một cái khoang để đồ. Đó. Cái ngoài ra thì chúng ta có thể là thêm option. Nào, chỗ này chúng ta có thể lắp một chiếc máy phát Panda để sử dụng cho điều hòa, hoặc là chúng ta thay vào option một cái hệ thống gyro, tức là hệ thống cân bằng tự động SK3 của Seakeeper. Thì sau khi thuyền mà chúng ta ra cho chỗ đỗ đấy mà có sóng, và chúng ta bật cái chế độ cân bằng của SK3 thì thuyền sẽ được giữ ở trạng thái cân bằng và giảm được 90-95% rung lắc. Một cái điểm nữa tôi thích ở mẫu Cap Camarat 12.5 Walk Around này thì chính là cái này. Vâng. Cái này tôi vẫn gọi nó là cái cánh xòe cánh cụp. Nếu như ở mẫu Wally 43 thì nó có hai cái sàn bơi xòe ra hai bên, thì Cap Camarat 12.5 thì nó chỉ có một sàn thôi, hay còn gọi là sàn lệch. Thì chúng ta chỉ việc kéo chốt ra. Vâng. Kéo chốt ra và bấm nút thì lập tức là sàn bơi sẽ được hạ xuống, tạo thành một cái không gian rất là rộng. Mặc dù là một mẫu thuyền máy ngoài dài có 12.5m thôi, nhưng mà theo cảm quan của tôi á, thì không gian phía sau này nó phải tương đương với chiếc Brexit 520. Rất nhiều không gian để cho chúng ta có thể coi như là sinh hoạt và có những cái hoạt động ở phía sau này. Ngay đây chúng ta có một cái quầy bar rất rất là lớn.
để có thể là làm barbecue hay là làm bữa tối ở ngay trên này. Bồn rửa, chúng ta có bồn rửa này. Đấy. Chúng ta có hai bồn rửa này. Chúng ta thay option bồn bồn rửa này bằng cái bếp từ. Ở đây chúng ta có cái bếp nướng và barbecue. Rồi, chạy điện. Toàn bộ hệ thống tủ bên dưới. Chúng ta có tủ lạnh 49 lít. Đấy. Khoang để đồ. Đấy. Ngoài ra chúng ta chỗ này chúng ta có là có một khoang để đồ, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái option thứ hai là cũng là một cái tủ lạnh 49 lít. Ê, ngoài ra thì trên mẫu này có một cái option rất là hay. Toàn bộ không gian và giải trí phía sau chúng ta có ghế salon này, chúng ta có bàn ăn này, ở chỗ này khu vực bếp này, à, tủ lạnh này. Chỗ này thiếu hình như thiếu gì đó đúng không ạ? Không hề thiếu gì các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một cái option rất là đặc biệt luôn. Nó tạo một cái sự hoàn hảo cho không gian. Ây à, vì thế ạ. Chỗ này là một cái option TV. Nhưng mà trước này không có. Đấy, quý vị có thể thấy là có sẵn dây chờ TV ở đây. Thì chúng ta ngồi đây chúng ta có thể vừa thưởng thức đồ ăn, vừa xem các chương trình giải trí. Rất là hay. Ở phía sau, không gian phía sau, quý vị các bạn có thể thấy là cái máy xe cứng nó chỉ đến vị trí này thôi. Ở đây chúng ta có hai option, thêm hai option nữa. Cái option thứ nhất là cái mái che toàn bộ phía sau bằng điều khiển điện. Chúng ta có thể điều khiển bằng nút bấm hoặc điều khiển từ xa. Thì bấm một cái thì mái che sẽ kéo ra che toàn bộ không gian phía sau này. Thì option thứ hai là cái mái che điều khiển bằng cơm, cả điều khiển bằng tay. Thì tùy theo cái mức ngân sách của mọi người mà chúng ta lựa chọn option sao cho phù hợp. À, chúng ta tiếp tục đi khám phá bên trong nhé. Wow, tôi thực sự ấn tượng với lại cái buồng lái. Buồng lái rất là thể thao. Wow, ba chiếc ghế buồng lái rất thể thao. Wow, xem nào. Ây da, ui, full tầm nhìn luôn, rất là đẹp. Và chỗ này được trang bị tận hai màn hình cabin phục vụ cho việc điều khiển máy. Thì thông thường á, mà những cái mẫu thuyền máy ngoài thông thường là sẽ không có joystick, nhưng mà riêng mẫu Cape Cod 12.5 này thì lại có joystick và rất là hay. Nó sẽ điều khiển giống y như là thuyền máy trong. Chúng ta có thể coi như là điều khiển coi như là bốn phương tám hướng ra vào bến, rất là thuận lợi. Chúng ta thử khám phá vào cái bên trong phòng ngủ bên trong như nào. Ây, trời ơi, tôi đoán rằng quý vị các bạn cũng sẽ nghĩ giống như tôi là với một mẫu thuyền máy ngoài thì cái không gian phòng ngủ sẽ rất là nhỏ, nhưng thực sự là không nhỏ một chút nào cả quý vị các bạn ạ. Bước vào đây thì tôi cảm tưởng nó cái ngôn ngữ nó giống với mẫu Leader 40, cũng đầy đủ các không gian như vậy. Ôi, trong này chúng ta có một bếp, bên ngoài chúng ta lại có bếp rồi, trong này chúng ta cũng lại có một bếp nữa. Vâng, ngoài kia là bếp nướng, trong này chúng ta có bếp ga. Đây ở châu Âu thì họ hay thường sử dụng bếp ga. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tôi khuyên chân thành quý vị các bạn, nếu mà có chọn mẫu thuyền đó thì cố gắng là chọn sang cái mẫu thuyền sử dụng, chúng ta chọn option là bếp từ thay vì bếp ga. Bởi vì cái bếp ga chuẩn châu Âu á, khi mà về Việt Nam ấy, thì cái đầu rắc vào bình ga nó không phù hợp, nên là sẽ lắp rất là khó. Cái thứ hai là sử dụng bếp ga thì nó sẽ không an toàn bằng bếp từ. Vâng, bên dưới này chúng ta lại có thêm một chiếc tủ lạnh nữa. Không gian để đồ. Thế là tổng cộng là chiếc thuyền này có đến 3 cái tủ lạnh. Phòng ngủ rất rộng đúng không? Phải quý vị, đúng không ạ? Bình thường thì nó lại hai chức năng, chiếc phòng này phòng hai chức năng. Đây, trong trường hợp mà chúng ta sử dụng giống như một cái phòng khách bình thường hay là phòng ăn thì chúng ta để cái bàn như thế này. Đó. Thế còn buổi tối muốn đi ngủ thì chúng ta lại
lại hạ bàn xuống, hạ bàn xuống và đặt lên cái đệm đây thì chúng ta lại thành một cái không gian giường ngủ rất là rộng rãi. À, nhà vệ sinh. Wow, rất rộng. Được chia làm hai khoang riêng biệt, một khoang bên ngoài và một khoang tắm độc lập bên trong. Đấy, khi chúng ta tắm thì chúng ta có thể là đóng cửa vào. Rồi. Rất là hay. Đấy, ta sẽ đóng cửa vào để coi như là nước nó sẽ không bắn ra. À. Tôi quan sát thấy là năm nay những cái mẫu du thuyền mới thì hãng đã có sự cải tiến rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều. Trong phòng vệ sinh đã được ốp đá và ngay cả những cái thiết bị vệ sinh cũng được trang bị rất là hiện đại, đẹp hơn rất là nhiều so với những cái mẫu cũ. Và những cái bàn lavabo, wow, à, rất thông minh đúng không ạ? Chúng ta thấy một cái mặt bàn lavabo và khi chúng ta lật lên thì đấy là một cái bệ vệ sinh. Còn đây chắc chắn là không gian để đồ bên dưới rồi, để khăn tắm. Ở trên này chúng ta có hai cái tủ. Vâng, thực sự là ấn tượng. Hết chưa nhở? À, chúng ta có không gian thứ hai rồi, chúng ta sang không gian thứ ba nhé. Chúng ta xem bên trong này là gì. Wow, là chúng ta lại có hẳn thêm một cái phòng này, chúng ta có tận đến 3 chỗ ngủ quý vị các bạn ạ. Chỗ này nếu mà ngủ riêng thì được 3 người, mà ngủ chung thì chúng ta được 4 người. Chúng ta chỉ việc là đặt thêm tấm đệm xuống đây nữa là chúng ta có một không gian ngủ cực kỳ rộng luôn. Thực sự là ấn tượng các bạn. Không gian quá là rộng rãi luôn. Đây trên này chúng ta có hẳn 3 ghế nhá. Ây à, ui, lại có cả tay vịn nữa chứ. Rất là chill. Đấy, có tay vịn này. Phía trước có khay để cốc này, khay để cốc hai bên này. Tôi ngồi đây tôi cảm giác như là đang ngồi ở trên một chiếc siêu xe. Đấy, hệ thống loa Fusion, hệ thống loa đã cải tiến, trông rất là đẹp và rất là hầm hố, đậm chất thể thao. Và xin lưu ý đặc biệt là cái hệ thống nỉ này là hệ thống độc quyền của Geno, vì nó có ngoài cái việc mà nó chịu được thời tiết ra thì nó còn có khả năng thấm nước và thoát nước rất là tốt. Đây toàn bộ cái không gian coi như cái sàn thoát nước phía mũi này thì tiêu chuẩn thì chúng ta để như này. Ngoài ra chúng ta có thể bỏ bớt đi một ghế ở giữa. Chúng ta bỏ ghế ở giữa đi thì sẽ tạo được cái, sẽ mở được cái cửa xuống phòng ngủ, để lấy ánh sáng cho phòng ngủ. Thì trong trường hợp ta ít người chúng ta chỉ dùng 2 người thôi. Mình ra ngay chỗ này thì chúng ta có một cái option nữa. Ở trước này không có, nên là chúng ta có một chiếc bàn đây. Chúng ta có thể ngồi xung quanh, nhâm nhi một ly bia hay là một ly rượu vang. Thậm chí là chúng ta có thể ăn trưa, ăn tối ở vị trí này. Nên ta thay đổi không gian đi cho nó đỡ nhàm chán. Thì không biết quý vị các bạn này, nếu mà với cái tầm tiền như thế, ví dụ như là khoảng từ 13 đến 15 tỷ, không biết quý vị các bạn sẽ chọn Leader 36 hay Leader 40 hay là Cap Camarat 12.5 Workaround. Thì nếu mà quý vị chỉ có một lựa chọn thì khuyên chân thành nên chọn mẫu 12.5 này, vì chưa bước lên thì thôi, nhưng bước lên thì tôi cảm thấy mệt thực sự. Thế còn nếu mà có nhiều sự lựa chọn hơn thì tôi vẫn khuyên là quý vị các bạn nên chọn cả ba, bởi vì mỗi mẫu nó có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Vâng, cho ngày hôm nay thì tôi cũng giới thiệu sơ bộ với quý vị các bạn về mẫu Cap Camarat 12.5. Tất nhiên nó chưa được sâu lắm, nhưng mà mọi thông tin chi tiết mà quý vị các bạn muốn hỏi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty Du thuyền Việt qua địa chỉ trang web và số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.